họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng người, để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng dị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Nhưng Đức Giê-xu biết họ giả hình, nên người nói: Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem. Họ liền đưa cho người. Người hỏi: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Đức Giê-xu bảo họ: Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về người.